Chào cả nhà đang xem kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hai nhé. Hôm nay Nông Cơ đang về một loạt xe nhé, mà em làm video báo giá một con cua ta lơ 3408VN nhé. Máy xe đời cao nha cả nhà. Con này là 3408, này là sản xuất cuối 2018 gần đầu 2019 nha cả nhà. Một em 4508VN đời tem bể dòng đời cao nhé. Xe này là tại sản xuất Việt Nam lắp ráp nhé. Đây là con xe này là em quay qua một sơ bộ cho anh em con xem này. Buồn qua lốp này là rin theo xe nhé, lốp trước là chạy 86 này. Mâm danh dè bề là em không có sửa dòng một tí điểm ra nhá, mới rửa dòng ra đấy nhá. Mày về về hôm qua đây em quay sơ bộ cho cả nhà xem tham khảo con này nhá. Anh em đồng ý thì thực hiện chỉ con này nhá. Lốp sau là lốp phanh ken rin theo xe này 12/24 nhá. Mâm danh dè là không có sướng giòn nè, chỉ nguyên rin hết này. Em quay xuống em mới rửa ra đấy nhá, mai em sẽ làm clip em chút cho nó khô rồi chui xịt dầu lên quay ở nhà chi tiết nhá. Mày gặp mày em ở đây thật đẹp và cô rảo báo rò rỉ cho anh em nhá. Đầu trưởng rất là đẹp này. Siêu phẩm Cubota 3408 này cả nhà nhé, đang nguyên zin nhé, cầu đuôi là chưa búng nhá, đang nguyên zin nguyên bản này, quay chi tiết. Gian để làm video nhé. Đây em làm còn ba tư này do quá nhiều anh em yêu cầu về dòng máy thải của ta nhé. Đây em có con của ta đẹp làm video riêng này. Rất là đẹp. Buồn có lục rinh theo xe luôn nhé. Dành già bên bề không không hay bị mực mực nhé. Về giờ chạy của em đây là được 2000 giờ đây nè, 2012 giờ nhé, còn rất là mỏng lươm nhá, không sơn giòn nhá. Em mở động cơ cực kỳ đẹp luôn nhá, được sơn rín nhá. Chích này nổ đấy cả nhà, em bao khỏi cho cả nhà luôn nhá. Quá cái chân cá làm cua mày nó lên cần nhá. Rất là nhanh nhá. Rồi. Rồi đây mọc đây cho mọc. Rồi.
máy đời cao nhá, nổ rất là đầm và êm nhá. Trời xiết bên bóng là bên em bao cả cái cả nhà nhá. Không khỏi không hơi thừa nha cả nhà. Một em Kubota 3408 sản xuất đời cao như cả nhà, đời bảng G nhá. Con này là số mã đầu đuôi là mình báo vào báo hủ cho anh em nhé. Là một giá giả anh em nhé. Anh thấy đấy là này. Cái này ok nhá. Một siêu phẩm Kubota 3408 bên cửa hàng Nông Cơ Đăng Hà bán ra giá 140 triệu nhé. Anh em ai ưa lắp sưởi nữa, mình bán sưởi nữa là một con bộ là 150 triệu nhé. 140 triệu là đâu không, gặp sưởi nuôi là 150 triệu ở nhà nhé. Còn anh em ai quan tâm con đời cao này, công việc vừa phải thì lựa chọn con này nhé. Anh bán toàn bộ có sưởi này là 150 triệu nhé. Còn đâu không thì 140 này. Còn anh em ai thiện chỉ để con 3408 đời cao này. Thôi, thời lượng cũng khá dài rồi. Nông Cơ Đăng Hà chúc toàn thể anh em có nhiều sức khỏe nhé. Hẹn anh em lại trong những clip tiếp theo nhé.